Rất vui khi được chào đón bạn đến với CS về Chalen. Hôm nay mình sẽ giới thiệu bạn con Omni Karaoke PA203. Con này bị hiện tượng có áp ra loa các bạn nhé. Cái này nó không có đưa le ra loa lên, là trường hợp này mà nếu mà chúng ta mà dùng chúng ta nhớ phải tắt ngay các bạn nhé. Đây mình dí đây cái đầu ra này, mình dí luôn đây. Mình có đây một mối. Đây các bạn nhìn này, đấy, có áp ra đấy các bạn nhá. Đây cái này là đầu chính đầu ra này, có áp này mà loa có là thụt ra thụt vào các bạn nhé, phải tắt ngay đi không hỏng loa vì riêng nhá. Các dòng này là nó không có cái dây le bảo vệ ra loa, mà nó chỉ có cái dây le để ngắt tín hiệu thôi. Đây chính là cái vỉ master này. Nên là các bạn nhìn nhiều trường hợp, kể cả xịn hay là gì cũng thế, nó đều không có dây le ra loa hết nhé các bạn. Nên khi người dùng ấy, dùng trong trường hợp này ấy, là tốt nhất là ta tắt ngay đi, không là sẽ là hỏng loa. Bây giờ mình sẽ mở ra để mình kiểm tra các bạn xem. Trước khi đo các bạn nhớ là kiểm tra xem nó còn nguồn các bạn nhé, không là nhớ đo vào họng đồng hồ này, không là đo nó sẽ vật đồng hồ nhé các bạn nhé. Này thì nó cũng xả nhanh thôi vì là nó cũng không giữ lâu như một số đời máy đâu, nhưng mà chúng ta phải chú ý. Bây giờ trước chúng ta cứ tưởng mình nói qua mà những cái hiện tượng này ấy, thì thường là nó cũng có trường hợp nó hỏng công suất các bạn nhé. Thì khi các bạn đo công suất này, nếu thấy nó chập ấy thì nó cũng ra cái điện áp như thế. Một trường hợp nữa là cũng như con kích này, mình cũng gặp trường hợp nó chết này, các con đèn kích này thì nó cũng làm hiện tượng là nó bị dò điện áp ra các bạn nhé. Rồi thì kể cả ngay các con đèn con, nhưng mà thường các cái đời xịn thì nó ít bị hơn các bạn nhé. Các đời xịn thì thường nó hay bị về công suất nhiều hơn, còn các cái đèn con ít bị hơn. Nhưng cái đời này là đời của Trung Quốc các bạn nhé, nhưng mà Trung Quốc loại đẹp ấy, nên là nó rất là hay bị các cái bóng con này, hoặc là các con đèn con này ra cái đo nó cái chập cái đứt đấy, hoặc cái đèn này. Khi ta kiểm tra công suất rồi nhá, ta loại trừ công suất này thì ta kiểm tra các cái này. Thì còn một trường hợp nữa ấy, là nó đứt cái điện trở này các bạn nhá, cái điện trở 51K này, nó cũng sẽ làm cho mất cái, làm cho có áp ở đầu ra các bạn nhá, nên là các bạn chú ý. Thì chúng vì là tùy từng máy, tùy từng trường hợp, nó đều một hiện tượng như thế, nhưng không phải lúc nào nó hỏng một thứ, nên là mình sẽ phải giới thiệu qua. Bây giờ mình trong trường hợp này mình sẽ kiểm tra trong cái con này. Bây giờ mình sẽ đo nguội các bạn xem. Cái tiền mình đo công suất xem nó có chập nữa. Chúng ta đo cái chân F và chân D này, xem nó có bị chập không các bạn nhé. Đây, nó có áp nên mình xả bớt đi, xả áp đi. Đo nó không chuẩn. Nó chỉ có khoảng vôn thôi, mà khi đo sẽ không chuẩn các bạn nhé. Đó này là chập này, con đèn này bị chập này. Này chập mất một con các bạn này. Con này thì vẫn ok này.
Để mình đo tiếp hai con đèn kích nha. Đây, con đèn kích này cũng hỏng rồi các bạn này. Kích này chiều bề bề là cũng không lên này. Con này con xuôi đây, con ngược các bạn nhé, con ngoài con ngược này. Con này ok này. Bây giờ muốn tốt nhất là nó không mở, nó chết nhiều đến lúc đâu. Tốt nhất là ta lên kiếm đèn ta thay thử. Do đó ta sẽ, nếu nó không được ấy, mình nghĩ là thường không chết nhiều ấy đâu. Các cái máy trường nó không như là máy chạy đèn các bạn nhé. Chạy trường thì nó không chết sâu, nhưng mà các cái máy chạy đèn thì mình sẽ lấy kiện để mình lắp. Con này mình vừa kiểm tra thấy chết có một bên các bạn nhé, chết một con đèn K. Như con gì mình đo thấy chưa việc gì cả. Cũng có trường hợp là đo nó không chập, nhưng cũng có trường hợp là nó vẫn hỏng ấy. Thì mình cứ phải thử nó chắc. Hay thử. Thường các cái con máy kiểu 223 kể cả xịn các bạn nhé, là dùng không nên dùng loa trở kháng thấp quá. Với thứ hai là hoặc là nói chung con này công suất nó không phải lớn, chỉ dùng cái kiểu loa bát 20 nhiều bốt là đẹp nhất, là an toàn nhất. Cái nước bát 25 mà lại côn to ấy, thì là cũng máy rất là nhanh hỏng các bạn nhé, nóng. Nên là nhiều người cứ bảo sao cứ hay đây trường hợp như này, mình nghĩ cái máy này mình nhìn đã thay một lần rồi chết, hoặc là đấu đang nấu song song nhiều loa nhiều quá. Nhiều người cứ thích cái này thì nó không phải dạng công suất lớn các bạn nhé. Nhiều người hát thì kiểu thích chắc là nhiều loa trong hát cho nó máu lửa, nhưng mà những cái dòng nếu mà thích dòng thích khỏe thì cái đây không phải là dòng nó đáp ứng cho chúng ta phải khỏe các bạn nhé. Dòng này chỉ vừa phải thôi là sẽ mới bền, kể cả xịn luôn các bạn nhé, chứ không hẳn là chứ kể cả nói Trung Quốc, nhưng cái loại một này dùng cũng khá là tốt, không phải tới mức gọi là nó kém đâu các bạn. Đây chập này các bạn này, cũng có trường hợp là nó đo có chiều nó lên cả hai, nhưng mà nó đây trường hợp này chập này các bạn này, nó xông đi áp ra này. Mình sẽ thử lắp một khác. Để mình lắp thử con đèn cũ.
chân đèn này nó cũ thì nhà nó không bắt thiết mình bán kỹ. Các cái máy mà chạy trường như này, cái dòng 203 này kìa, thì thường nó không chết sâu các bạn nhé. Nhiều trường hợp nó chỉ chết cùng lắm cái trở cấp chân B hoặc là chết như trường hợp chết đèn lắm, con đèn này nó cũng không chết luôn này, con đèn kích nha, đặt ra này. Nó không như là các cái dòng đèn như công suất chết này là nó hay dòng chập nữa. Này nó chân nó han quá, mình tháo lấy con đèn cũ nó không ăn. Mình lắp thử nha, kiểm tra xem có chập nữa. Mình sẽ thử bật nguồn này xem có được không nhé các bạn nhé. Thành ra chính là trên trong rồi. Không có áp ra này, khả năng được này các bạn này. Giờ mình sẽ lấy loa này thử. Mình đã lắp thêm loa vào, giờ mình sẽ thử các bạn xem. Bạn tốt nhất là kiểm tra trước khi lắp loa nha các bạn nhé, là phải kiểm tra xem loa nó có chập không. Giờ thường nhiều trường hợp công suất nó chết là do nó chập vì đó, thì các bạn thứ hai là cái miếng nốt này, miếng nốt hở ra mà chạm ra cái nhôm này cũng chết công suất các bạn nhé, vì chính cái chân giữa này nó lại là chân D các bạn nhé, chính ở giữa, và nó là nếu như cái miếng nốt thì không tác dụng ra đây thì không khác là chập loa ra các bạn nhé. Nhiều trường hợp thì nó là lúc nó đấy không, mình còn bị một trường hợp như thế nữa. Nên là phải kiểm tra kỹ không lúc nó hỏng. Lại chiếc công suất đèn này khá là đắt. Thường các cái này là nếu vẫn tải bình thường ấy là nó cũng không nóng các bạn nhé, còn nếu nóng thì các bạn phải kiểm tra lại nhé, xem nó có vấn đề hay không. Đấy. Đây mình kiểm tra đúng vế ra này nó. Đây, mình vừa giới thiệu các bạn căn bệnh của con 203, bệnh có áp một chiều ra loa các bạn nhé, ra bằng nguồn luôn. Đó. Tuy nhiên là nó chập con đèn này các bạn này, với cả con một con đèn kích nữa. Cũng có trường hợp này chết thai các bạn nhé, nhiều trường hợp cháy đen nha. Con này nữa. Là chắc là làm chập loa hoặc gì thôi, chứ mình nghĩ nhiều người dùng hay sơ ý. Hoặc là dùng loa tham lam quá, cho nhiều loa quá, còn loa lớn quá. Máy này công suất cũng không lớn đâu, nên là mình biết dùng thì rất là bền, kể cả xịn đấy thôi các bạn ạ, chứ không hẳn
chứ máy Trung Quốc mà máy lại đẹp này, dùng chất lượng khá là ok. Mình sửa lên mình cũng chứ không phải nó kém đâu, nếu dùng hợp lý thì nó cũng khá là ngon. Thôi, video của mình đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Các bạn nhớ cho mình một like, share và đăng ký kênh để mình có nhiều động lực làm nhiều video hay chia sẻ với các bạn.